Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển chiến lược từ xét nghiệm sang tập trung điều trị, mục tiêu giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 trở nặng và tử vong. Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, theo đó thành phố triển khai 5 tầng thu dung điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Thành phố cũng vừa đưa 3 trung tâm hồi sức COVID-19 vào hoạt động với quy mô 1.500 giường. Tất cả đều có oxy trung tâm, bồn lọc áp lực cao đáp ứng được nhu cầu sử dụng máy thở cho bệnh nhân. Đồng thời triển khai các trung tâm hồi sức đặt tại các bệnh viện lớn. Việc chăm sóc y tế tại nhà có các bác sĩ tình nguyện hướng dẫn thông qua tổng đài tư vấn. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine. Đến nay, thành phố đã tiêm được cho trên 3,4 triệu người.